Chú ra clip hướng dẫn đi chú. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trend này nha. Thì bạn nào muốn lấy nhạc thì các bạn có thể ấn vào cái đường link mình sẽ ghi ở bình luận để vào các cốt cực mình lấy nhạc cho các bạn. Thì sau khi các bạn lấy nhạc xong thì các bạn sẽ thêm cái video đấy do CapCut. Sau đó các bạn sẽ ấn vào video, các bạn chọn chất số âm thanh ra để edit. Thì đây mình để chất số âm thanh sẵn đã rồi. Thì đây, nó đã là cái tan âm thanh này này các bạn. Sau đó các bạn sẽ ấn vào tan âm thanh, các bạn kéo qua ở dưới đây và chọn khớp, và các bạn ấn tạo tự động. Rồi các bạn nhấn tích về. Sau đó các bạn sẽ thêm hai ảnh vô để edit nhá. Mình sẽ ấn dấu cộng trắng trắng ở đây để thêm hai ảnh. Đây thì mình cũng đã thêm hai ảnh rồi. Ảnh thứ nhất các bạn ấn vào, các bạn kéo ra 10.4 giây. Đó, tương tự nó khớp vào cái beat này nè. Rồi, ảnh thứ nhất các bạn sẽ ấn vào nó, thêm cho mình một cái keyframe vào đầu ảnh. Sau đó các bạn thu nhỏ bức ảnh lại. Tiếp theo các bạn sẽ thu nhỏ cái thanh công cụ ở dưới đây lại nhá. Và bây giờ các bạn nhìn ảnh thứ nhất, các bạn sẽ chia cho mình 5 phần. Phần đầu tiên, các bạn sẽ đưa cái bức ảnh lên trên. Phần tiếp theo, các bạn đưa qua bên phải đây. Rồi phần tiếp theo nữa thì các bạn lại đưa xuống dưới cùng. Ở giữa đi ha. Cái này tùy ý các bạn, các bạn muốn đưa bức ảnh đi đâu cũng được. Rồi phần cuối cùng đây thì các bạn đưa bức ảnh về giữa. Và các bạn phóng to nó ra nha. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ copy cái hình đầu tiên ra cho chép. Sau đó các bạn sẽ ấn qua lớp phủ. Các bạn sẽ kéo cái lớp phủ này cho nó bằng với cái hình đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ ấn vào lớp phủ, các bạn chọn thay thế. Các bạn sẽ thay thế sang cái hình viền đen. Thì cái hình viền đen này mình sẽ share trên TikTok, và mình cũng sẽ để cái đường link ở dưới phần bình luận để cho các bạn ấn vào. Nếu mà bạn nào cần thì có thể tải về nha các bạn. Ok, sau khi thêm lớp phủ viền đen vô rồi thì mình sẽ ấn vào nó. Mình sẽ chọn nối, và mình sẽ chọn bộ lọc, ấn nhấn tích về. Rồi, tiếp theo mình sẽ ấn vào từng cái keyframe nè, và mình tắt nó ra. Ở trên tắt thì ở dưới mình cái lớp phủ này mình cũng phải tắt nó ra nhé. Đó, mình tắt từng cái lớp phủ ra. Rồi sau khi mình tắt ra được 4 hình rồi thì các bạn sẽ ấn vào hình thứ nhất. Các bạn chọn hiệu ứng động, các bạn chọn ra. Sau đó các bạn sẽ chọn lật. Và các bạn lưu ý là kéo full cái thanh này, thật cái tăng hiệu ứng này nha các bạn. Tương tự như vậy thì cái hình thứ 3 mình cũng chọn hiệu ứng động, chọn ra. Và mình cũng chọn lật luôn. Các bạn nhớ là kéo full cái thang hiệu ứng nhá. Thì cái hình thứ 3 và cái hình thứ 1 và cái hình thứ 3 mình chọn hiệu ứng lật ra rồi, thì bây giờ cái lớp phủ tương ứng thì mình cũng phải làm cái hiệu ứng giống như cái hình ở trên nhé các bạn. Ok, đấy là thứ hình thứ nhất và hình thứ 3. Còn bây giờ mình sẽ ấn vào hình thứ 2, chọn hiệu ứng động, chọn vào. Sau đó mình sẽ chọn là lật. Đây, các bạn cũng kéo full cái tăng hiệu ứng luôn nhé. Tương tự như vậy thì hình thứ 4 mình cũng thêm cái hiệu ứng đấy vô. Và cái lớp phủ ở dưới tương ứng thì mình cũng phải thêm cái hiệu ứng giống cái hình ở trên nhé các bạn. Ok, sau khi thêm các hiệu ứng động vô rồi thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái hiệu ứng. Ấn vào hiệu ứng, chọn hiệu ứng video. Sau đó chọn qua cơ bản. Và các bạn chọn cho mình hiệu ứng tên là phản chiếu. Các bạn sẽ kéo hiệu ứng phản chiếu này cho nó bằng với hình thứ 2 và kết thúc ở hình thứ 3. Đó, các bạn sẽ sao chép nó ra, kéo nó xuống cho nó bằng cái hiệu ứng ở trên luôn. Cái hiệu ứng ở dưới thì các bạn sẽ ấn vào, chọn vật thể, chọn qua lớp phủ nha, để mình ngón con nó ổn cho nha. Khá là ổn rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thêm một hiệu ứng khác để tạo độ cho nó nhìn nó lạ lạ. Thì các bạn sẽ ấn vào hiệu ứng, các bạn chọn cơ bản. Sau đó các bạn sẽ chọn hiệu ứng là góc rộng. Đây,
Các bạn sẽ kéo hướng góc rộng này cho nó hết cái tấm hình, cái phần đầu luôn, phần đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ ấn vào tùy chỉnh. Các bạn kéo cường độ lên 100 luôn. Đó, các bạn sẽ ấn vào vật thể. Các bạn chọn tất cả video. Rồi. Ở cái chỗ chuyển giao giữa hai bức ảnh này các bạn ấn vào. Các bạn chọn qua hiệu ứng. Các bạn hiệu ứng không phải rồi, các bạn chọn qua trình chiếu. Sau đó các bạn chọn ký ức 1. Các bạn nhớ tích V. Đó thì nó sẽ có được cái hiệu ứng chuyển giao như thế này. Rồi, cái hình thứ hai thì các bạn sẽ kéo hết video luôn nha các bạn. Ok các bạn, hình thứ hai thì các bạn sẽ ấn vào nó, thêm cho mình một cái keyframe vào đầu bức ảnh. Sang cái keyframe thứ hai, các bạn sẽ phóng to bức ảnh ra. Và các bạn kéo lên trên hay cỡ khi nào mà thấy cái gạch trắng trắng dưới đây là được nha. Tiếp theo các bạn sẽ về đuôi bức ảnh và kéo bức ảnh xuống hết cỡ. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn vào hướng động. Các bạn chọn ra, các bạn chọn mở dần. Mở dần này thì các bạn để khoảng này cũng được, khoảng 0.5 giây nha các bạn. Nên nhớ tích về. Sau đó ở cái đoạn bên trong này thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái keyframe thẳng vào cái bit chấm vàng. Tiếp theo, ở bên trong đây thì các bạn sẽ làm cái skill này cho mình. Các bạn sẽ căn ở giữa keyframe thứ nhất và keyframe thứ hai. Các bạn xoay bức ảnh khoảng 3 độ. Sau đó các bạn sẽ về đằng sau đây, các bạn cùng căn 1/2. Thêm cho mình một keyframe. Để sau đây các bạn cũng thêm cho mình một keyframe. Đồng thời các bạn sẽ kéo bức ảnh xuống một xíu. Các bạn sẽ qua cái keyframe ở giữa, kéo bức ảnh xuống một xíu và kéo qua phải. Và cái keyframe bên này các bạn sẽ kéo qua bên phải. Sau đó các bạn sẽ về đây, các bạn thêm cho mình một keyframe phụ. Sau đó các bạn sẽ dùng ngón tay ấn vào keyframe bên này, xoay nó đi, thêm cái mới. Và các bạn sẽ xóa cái keyframe phụ đi. Tương tự ở bên này các bạn cũng thêm cho mình một cái keyframe phụ vào. Rồi dùng ngón tay ấn qua keyframe giữa đây, xoay nó đi, thêm cái mới. Rồi các bạn sẽ xóa cái keyframe phụ đi. Bên này cũng thế nha các bạn, thêm một cái keyframe phụ. Rồi ấn qua bên keyframe đầu đây, xoay nó đi, thêm cái mới. Rồi xóa keyframe phụ đi. Bây giờ các bạn sẽ xem nhé. Các bạn chưa thấy nó mượt thì các bạn sẽ làm thêm một lần nữa. Thì thường thường là mình sẽ làm 2 lần thì nó mới mượt đó các bạn. Bây giờ các bạn làm thêm cho mình một lần như vậy nữa nhé. Ok, thì mình cũng đã làm xong rồi. Thì video sẽ được như thế này. Lúc đầu nó vô này nó sẽ đẩy video lên, đẩy cái hình lên. Thì các bạn sẽ làm cái skill này để đến hết cái video luôn nhé các bạn. Làm skill y hệt như hồi nãy mình chỉ đó, vô mà cái keyframe đằng sau đây. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn sẽ thêm nhạc trắng hoặc nhạc đen vào, tùy ý các bạn. Thì mình cũng sẽ để cái hai cái video ở đó dưới bình luận để các bạn có thể ấn vào và xem nhé, nếu bạn nào chưa biết. Và sau khi làm xong rồi ấy, thì các bạn sẽ thêm cho mình cái hiệu ứng phản chiếu. Thì các bạn có thể quay bên này, sao chép cái hiệu ứng phản chiếu bên này qua. Sao chép qua bên này đúng không? Để mình thu nhỏ nó lại, đây. Các bạn sao chép qua bên này. Các bạn đặt so layer với nhau. Ví dụ đoạn đầu các bạn để phản chiếu đây, thì các bạn chừa ra một đoạn, các bạn để phản chiếu qua bên mid bên này. Đó, các bạn để so layer như vậy thì nó được bước hình sẽ giật như thế này. Xong giật qua bên này, xong rồi giật qua bên này. Đó, thì nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Còn bên cái phần thứ nhất này thì các bạn muốn thêm cái hiệu ứng gì vô cho cái phần thứ nhất cũng được hết các bạn. Thì trong video thì mình có thêm hiệu ứng bầu không khí. Mình chọn là cái gì ta? Đây, mình chọn là lò sưởi bùng phát. Đấy, thì cái hiệu ứng lò sưởi bùng phát này mình sẽ kéo hết cái phần đầu tiên. Và mình ấn vào vật thể, mình chọn tất cả video. Đó, thì nó sẽ được như thế. Ngoài ra mình còn thêm cái hiệu ứng ở trong tiệc tùng nữa cơ các bạn. Tiệc tùng, mình chọn hiệu ứng là, đây, mình chọn hiệu ứng là neon này các bạn. Đó, mình sẽ kéo hiệu ứng neon này đến hết cái phần đầu tiên luôn. Đó, thì mình thêm hiệu ứng vô thì nó sẽ chớp chớp được như thế. Rồi, ok, mình đã gửi. Thì
thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn xong cái chia này. Bạn nào thấy hay và hữu ích thì các bạn cho mình một like, một share và một subscribe kênh YouTube ủng hộ mình nha. Không còn gì để nói nữa thì mình chúc tất cả các bạn thành công nha. Bye bye.